Rồi bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình. Trước hết lời nói đầu tiên em xin chéo kính chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Em tên là Phùng Quốc Vinh và năm nay em 33 tuổi. Em hiện tại đang làm kinh doanh tự do ở đường ấp chiến lược Bình Tân đấy. Quê quê Vinh ở đâu? Em lớn lên mà sinh sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê Vinh luôn. Rồi còn bên đây mình giới thiệu đi cưng. Dạ xin chào hai vị MC đáng mến của chương trình, chị Hồng Vân và em Quyền Linh. Em xin chào bạn Nam và tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Vân, em 32 tuổi. Em là nhân viên văn phòng, hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Dạ em ở quận 12 anh Linh ơi. Quận 12 à. Cho hôm nay cũng gần đó nha. Bây giờ là em trai em nói điểm mạnh điểm yếu cho bên kia nghe đi. Dạ điểm mạnh em là lúc trước là làm bếp. Nghề bếp của em là cũng được 10 năm. Còn cái em có thêm cái nghề nữa là xong em làm cái mề bếp xong là còn đi làm thêm phục vụ được 3 năm. Là dạ. Em giỏi nha. Em đi làm xuất khẩu lao động ở Macau. Là cộng lại thì cũng được 7-8 năm đi làm về cũng được 4 lần là 3 lần 4 lần. Là đi 1 năm mấy cái em về Việt Nam làm 1 năm mấy. Cái lại đi tiếp làm 2 năm mấy. Là bếp ở Macau á hả? Dạ làm bếp ở Macau cũng có làm qua rồi. Về Việt Nam làm bếp tiếp và cái lại đi qua Macau làm phục vụ. Trời giỏi nha. Coi như là có 10 năm mà làm về bếp rồi đúng không? Dạ cũng gần 10 năm. Có điểm yếu gì không? À điểm yếu thì em có thể là dễ tin người. Anh Quyền Linh mà em như là nói giỡn với em mà em tưởng thiệt vậy đó. Cái kiểu đó là dễ tin người. Cho anh mượn mấy chục triệu thôi. Cái đó thì không có, em không tin. Thấy chưa, vậy mà nó tin người. Em tin là cái kiểu mà anh đang chọc em á mà em không biết anh chọc em đó. Chứ bình thường nếu ấy là cho mượn liền đúng không? Được. Rồi, bây giờ mình nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cưng. Điểm mạnh của em là người rất là hoạt bát. Em làm hết sức, chơi hết mình. Điểm yếu của em là lâu lâu em hay hơi quạo nhẹ thôi ạ. À. Không có để bụng. Ví dụ như là em đi chơi mà em chụp hình cho bạn em đẹp mà bạn em chụp hình cho em không đẹp là em sẽ bị quạo. Qua nhanh thôi phải không? Dạ đúng rồi, em không có để bụng mấy chuyện đó. Ừ, em có mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình, một mối tình hồi sinh viên, kiểu như mối tình gà bông thôi chị. Một mối tình cách đây cũng khá là lâu, khoảng 6-7 năm. Em yêu xa về khoảng cách địa lý rồi tất cả mọi thứ nên tụi em không có vượt qua được cái chuyện đó cho nên tụi em nó chia tay. Em cũng cố gắng mở rộng những cái mối quan hệ của mình qua những cái lớp học, ví dụ em học thêm anh văn hoặc là em học thêm về những chương trình marketing, rồi em cũng tham gia những cái app hẹn hò trên mạng. Nhưng mà những cái đối tượng đó thì thứ nhất là một là không hợp với em, hai là người ta không có tìm kiếm những cái mối quan hệ nghiêm túc quay trên mạng thì hay vậy. Cho nên là tới bây giờ em cũng chỉ gặp gỡ người ta kiểu như là đi ăn uống, đi xem phim rồi thôi. Vậy cái mẫu hình lý tưởng của em á, em muốn như thế nào? Em thích một người dễ thương, chân thành, không có nói dối và yêu thương gia đình. Còn dạ. Về ngoại hình thì sao? Dạ, dễ thương, dễ nhìn. Tất nhiên là người con gái nào cũng mong muốn có được một người bạn trai cao hơn mình một xíu. Em cao mét bao nhiêu? Dạ, em chỉ cao mét 6 thôi. Cao mét 6, vậy bạn mét 65 là được rồi đúng không? Bên đây là hơn rồi đó. Em 1m65. 65. Đấy em chưa, có mấy mối tình rồi. Em có 3 mối tình. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dài nhất của em là 6 năm. 6 năm mà sao chia tay nhỉ? Dạ, lúc mà em chưa đi nước ngoài là em quen trước rồi. Xong rồi em đi nước ngoài vẫn còn quen. Em quen lúc đó là bạn gái 19 tuổi. Xong rồi sau đó thì bạn gái bắt đầu lớn hơn rồi. 5 năm sau là 20 mấy tuổi bắt đầu. Họ đã thay đổi rồi. Họ không còn yêu mình nữa mà họ lừa dối mình. Chỉ là một cái hai tay đấy. Có lẽ làm đi nước ngoài lâu đúng quá rồi, do rồi yêu xa đó, lòng yêu đó. Xa đó. Yêu xa, mới tình thứ hai, thứ ba cũng là có thể là yêu xa. Nhưng mà bây giờ em đã coi như là chuẩn bị hết mọi thứ để có một cái cuộc tình mà gọi là đừng có để bị yêu xa nữa chưa? Dạ, yeah, em không có đi. Không có đi nữa không đúng không? Rồi cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Mẫu hình lý tưởng của em thì siêng năng làm việc. Của em cũng dễ lắm, không 1m55 trở lên, da trắng, không quá mập cũng không quá gầy. Yên tâm nha. Dạ, cảm ơn chị. Không, dễ thương. Giống các phượng mà hồi còn trẻ. Em không thích điều gì đàn ông nào? Dạ, em không thích bạn nam hút thuốc, nhậu nhẹt. Dạ. Có không em? Em có hút thuốc nhưng mà nhậu thì em không có nhậu nhiệt. Hút nhiều không? Một ngày cỡ 5-6 điếu. Ừ, thôi bỏ bớt đi ha. Giờ mình mở rào đi. Mở rào đi. Mở rào. Rào quá rồi. Đó là món quà tặng cho em. Dạ. Em mở ra xem. Mở ra đi, em mở ra đi cưng. Wow. Vâng cái túi sách. Vâng có thích không? Dạ thích. Dạ, em tặng anh một quyển sách. Tại vì em khá là thích đi du lịch cho nên là cái quyển sách này dạ đúng rồi, nói về những cái đất nước Đông Nam Á. Hy vọng có cơ hội để em sẽ xem. Dạ.
À, thực ra là hồi nãy em tính hỏi anh á, là anh có biết nấu ăn không, anh có thích nấu ăn không, nhưng mà bây giờ hồi nãy là em nghe nói là anh là đầu bếp, cho nên là em thì biết nấu ăn và em cũng biết làm việc nhà, nhưng mà giống như hồi nãy Hương bạn em có chia sẻ vậy đó, nhiều khi em đi làm thì công việc của em nó cũng đôi khi nó đòi hỏi là phải tăng ca, ví dụ mà về em không nấu nướng được hoặc là làm việc gì đó trong gia đình thì em cũng mong muốn là được bạn trai chia sẻ với em. À, anh hiểu. Dạ. Kiểu mà anh muốn là có người mình quen là phải có quan tâm gia đình. Dạ. Đi chơi cũng không sao, đi chơi mà cái kiểu mà mình vừa phải thôi, cái gì cũng biết quan tâm gia đình trước. Vậy ok. Thôi. À, quan điểm của anh á, là cần bạn gái chung thủy, siêng năng chút thôi, rồi chia sẻ, quan tâm, chỉ cần vậy đó. Dạ. Dạ, siêng năng với anh được nghĩa là như thế nào? Ví dụ như em thích ngủ nướng hoặc là em có thể làm tất cả mọi việc, nhưng mà ví dụ như em thích ngủ nướng, em không thể nào mà dậy sớm nấu đồ ăn sáng, hoặc là không em không thể nào mà dậy sớm để làm việc nhà chẳng hạn. Dậy sớm thì trễ cũng không sao, mình miễn sao là mình có trách nhiệm như thôi. Là, miễn là em làm hết được công việc thôi. À, đúng rồi, không sao. Dạ. Mà không làm hết cũng không sao, nó lâu lâu thì anh có thể anh là chắc chắn là anh biết làm việc nhà anh phụ. Dạ. Chứ không phải là nhất thiết là nam nữ bình đẳng, mà không phải là em làm hết em là gái, không phải. Anh có thấy là từ Bình Tân qua quận 12 là xa không? Anh là không phải ở quận Bình Tân. À, dạ. Anh bán ở đó thôi, nghĩa là chuẩn bị bán đó. Anh ở quận 11. À, vậy là xa thiệt. Quận 11, anh ở nhà anh ở quận 11. Dạ. Xa hơn hả Linh hay là xa quận hơn. 11 xa hơn, đi qua quận 12 xa hơn. Nhưng mà sáng nào cũng phải em định bán rồi quận Bình Tân thì ngày sáng nào cũng qua đó bán mà. Vì từ quận 12 là đó rất là gần, bán xong em gom tiền qua quận 12. Có gì đâu mà lo. Yeah. Anh muốn nói cho em biết vậy thôi chứ thì cái chuyện đó là ở trong thành phố Hồ Chí Minh à, có vấn đề gì. Anh Vinh có thích đi du lịch không? Anh cũng thích đi du lịch. Em có ngại việc làm dâu không? À, dạ không, chỉ vậy cho em hỏi là ba mẹ anh có khó? Ba mẹ anh hả? Ba mẹ anh nói chung là khó thì không phải là khó, là nói chung là tốt bụng, có thể là ba mẹ chửi mình ấy là muốn mình tốt thôi, chứ không phải là vấn đề gì hết. Có thể với người khác là sẽ khó chút xíu gì thôi. À, dạ. Có gì đó vấn đề gì không có sao. Ví dụ là em con dâu đi, chắc chắn là mẹ sẽ chửi anh nhiều hơn là chửi em. Dạ. Ví dụ mà có chửi đó, có la rầy gì đó. Nếu mà mình có duyên á thì mẹ anh sẽ thích là em hỗ trợ anh trong việc buôn bán, hay là vẫn ủng hộ em đi làm cái công việc của em đang làm? Không, không có nhất thiết, cái đó là tùy em thôi. À, dạ. Cái đó là không có nhất thiết là bắt em là phải đi theo bán với anh, không có. Chứ là anh có gì của anh tự anh phải lo sắp xếp của anh. Nhưng mà nếu mà Vinh có cái nghề như thế thì rất là thuận lợi em à. Nếu mà em về em làm bà chủ quán đó, em ngồi em thu tiền, Vinh bán, Vinh làm đồ ăn, em quản lý, mời nhân viên thì có đó ngon hơn là ngồi văn phòng. Cái đó là sự lựa chọn của em. Như vậy em chỉ muốn hỏi bạn thêm, mà bạn có mong muốn là có một người vợ về phụ bạn hay không, hay là bạn vẫn tôn trọng cái công việc của người? Chứ em thì dễ lắm, có tiền lại thích. Anh là dễ. Thôi bây giờ mình đứng lên mình hát bài nó tặng bạn gái, sau cái mình nắm cái tay bạn gái, cái truyền cảm xúc được cái mình bấm nút luôn đó, hát luôn Vinh. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa anh đi tìm vầng thơ, qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đang ước mơ. Mơ em trong đêm mưa thì thào, cho bão tố về làm chim bao. Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Vâng. Anh. Vâng. 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 Muốn yêu vâng anh dài muốn lâu. Yêu em dài lâu. Okay. Vâng. Vâng, anh muốn yêu em đầm sâu. Vâng, anh muốn yêu em. Anh đã thương em từ lâu. Vâng, yêu. Vinh muốn yêu. Yêu cho đến khi con tim ngừng đập. Rồi. Bấm nút là tạo cơ hội để xe duyên thành nợ, duyên nợ không biết ngày hôm nay có được hay không. 3 2 1 hết thời gian. Trái tim đỏ thắm. Chúc mừng.
nay tôi xin giao nhỏ em gái của tôi cho anh đó anh Vinh nè. Anh đưa cái đôi tay của anh ra rồi. Cặp đôi đẹp đấy. Làm thủ tục nè. Đúng rồi. Bây giờ hung hung má vô nè. Bắt đầu. Dạ. Ngại cũng phải bị hung à. Trời ơi. Dạ không sao. Không sao. Trời ơi. Đẹp đấy. Rất là đẹp. Chúc hai bạn sớm thông báo tin vui chương trình. Chúc hạnh phúc nhé. Rồi, dễ thương quá.